anh vẽ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mình đi. Ok em, giờ anh vẽ nè. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946. Suốt hàng chục năm tiếp theo, tuy đất nước lâm vào cảnh chiến tranh rồi chia cắt, hai tiếng Việt Nam vẫn được sử dụng phổ biến từ Bắc chí Nam và trở thành thân thiết. Đất nước Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố, nhiều quần đảo khác nhau, và đặc biệt chúng ta có hai quần đảo đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Qua các tư liệu lịch sử thì khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Mình yêu Việt Nam, vậy còn các bạn thì sao? Để lại bình luận phía dưới nhé.